Nam Phi nói đại sứ Mỹ xin lỗi về cáo buộc cấp vũ khí cho Nga Nam Phi cho biết đại sứ Mỹ tại nước này, Jordan Brady, đã xin lỗi sau khi công khai cáo buộc quốc gia châu Phi cấp vũ khí cho Nga. Theo Bộ Ngoại giao Nam Phi, lời xin lỗi của đại sứ Brady được đưa ra hôm 12 tháng 5. Trước đó một ngày, khi trao đổi với truyền thông, ông cáo buộc tàu Lady R của Moscow đã cập cả một căn cứ hải quân Nam Phi vào tháng 12 năm ngoái để lấy vũ khí trước khi quay về Nga. Ông cho rằng động thái này không phù hợp với quan điểm trung lập của Nam Phi về cuộc chiến Nga-Ukraine. Bộ Ngoại giao Nam Phi ngày hôm qua đã triệu tập ông Bregetti lên gặp Ngoại trưởng Naledi Pandor. Bộ Ngoại giao Nam Phi đã thể hiện sự không hài lòng với hành vi và tuyên bố của ông Bregetti ngày hôm qua. Thông báo cho biết đồng thời nói rằng đại sứ Mỹ thừa nhận rằng ông đã vượt qua giới hạn và gửi lời xin lỗi chính phủ và người dân Nam Phi. Trên Twitter, ông Bregetti viết, tôi rất biết ơn vì đã có cơ hội nói chuyện với Ngoại trưởng Pandor vào tối nay và sửa chữa bất kỳ ấn tượng sai lầm nào từ phát ngôn công khai của tôi. Nam Phi là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Nga ở châu Phi và vẫn đang giữ quan điểm trung lập về chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow ở Ukraine. Liên quan tới nghi vấn chuyển vũ khí cho Nga, Nam Phi đã quyết định mở một cuộc điều tra độc lập. Ngày 12 tháng 5, một quan chức Nam Phi chịu trách nhiệm kiểm soát vũ khí và người phát ngôn của Bộ Ngoại giao nước này cho biết, quốc gia châu Phi đã không phê duyệt bất kỳ lô vũ khí nào, vận chuyển vũ khí nào đến Nga vào tháng 12 năm 2022. Trước đó, Mỹ đã đưa tàu Lady R của Nga vào trong danh sách trừng phạt vì nghi ngờ tàu này được dùng để chuyển vũ khí cho chính phủ Moscow. Ukraine điều 1.000 quân tiến công áp sát phòng tuyến Nga gần Bắc Mớt. Bộ Quốc phòng Nga cho biết hơn 1.000 binh sĩ và 40 xe tăng Ukraine đã triển khai các đợt tấn công ở khu vực phía Bắc thành phố Bắc Mớt. Trên mặt trận chiến thuật Soledad, đối phương đã mở các cuộc tấn công dọc theo toàn bộ chiến tuyến dài hơn 95 km các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành 26 cuộc tấn công, với sự tham gia của hơn 1.000 quân nhân tới 40 xe tăng, cũng như các thiết bị quân sự và chuyên dụng khác. Bộ Quốc phòng Nga thông báo hôm 12 tháng 5, tất cả các cuộc tấn công của các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Ukraine đều bị đẩy lùi, không có bước đột phá nào xảy ra với phòng tuyến của Nga, Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm. Soledad nằm cách thành phố Bakhmut, mặt trận giao tranh khốc liệt nhất của Ukraine, chỉ khoảng 18 km về phía đông bắc Soleda đã trở thành mục tiêu của các lực lượng Nga kể từ tháng 5 năm ngoái. Nếu kiểm soát được Soleda, Nga rất có thể sẽ tận dụng vị trí này để tăng cường tấn công Bắc Mớt. Soleda không những có vị trí chiến lược về mặt địa lý và giao thông, mà còn là đầu mối của một hệ thống đường hầm rộng lớn sâu trong lòng đất. Ngoài ra, Soleda là nơi có các mỏ muối thuộc sở hữu của công ty nhà nước Atemsin. Nếu Nga kiểm soát Soleda, các mỏ muối này có thể trở thành một tài sản thương mại sinh lời cũng như để lưu trữ đạn dược và vũ khí ngoài tầm bắn của tên lửa Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga từ nhận các lực lượng quân sự nước này đã rút khỏi khu vực phía bắc thành phố Bắc Mớt, đồng thời chuyển đến các vị trí phòng thủ thuận lợi hơn. Để tăng cường sự ổn định của tuyến phòng thủ, các đơn vị thuộc nhóm quân phía nam của Nga đã chiếm phòng tuyến theo hướng Meloy Niniovka, theo Bộ Quốc phòng Nga. Theo Jeff Jenny Prigozhin, người sáng lập tổ chức quân sự tư nhân Nga Wagner trong ngày 12 tháng 5, các lực lượng Nga đã rút khỏi khu vực rộng gần 5 km vuông gần Bắc Mớt trong khi lực lượng Ukraine kiểm soát các cao điểm chiến thuật. Ngoài ra, lực lượng Ukraine cũng gần như kiểm soát hoàn toàn tuyến đường huyết mạch nối Chasovya với Bắc Mớt. Ngoài vị trí là một cao điểm chiến lược, tuyến đường nối Chasovya với Bắc Mớt là một trong số ít những đường tiếp viện còn lại của Ukraine tại trào lửa Bắc Mớt. Theo các quan chức thân Nga tại Donetsk, cắt đứt được tuyến đường huyết mạch này sẽ khiến điều kiện tác chiến của lực lượng Ukraine gặp nhiều khó khăn do thiếu đạn dược, vũ khí, lương thực và thuốc men. Ngoài ra, nó cũng giúp quân đội Nga khép chặt vòng vây về Bắc Mớt qua đó đẩy nhanh chiến dịch giành quyền kiểm soát pháo đài tại miền đông Ukraine. Lực lượng vũ trang Ukraine hôm 12 tháng 5 cũng chỉ ra những dấu hiệu kiệt sức của lực lượng Nga ở mặt trận Bắc Mớt. 40 trận giao tranh đã diễn ra ở đây trong 24 giờ qua, sau đó 190 binh sĩ Nga không qua khỏi, 244 người bị thương và 15 người khác bị bắt. 3 xe tăng, 1 xe chiến đấu bộ binh, 3 khẩu pháo Master B và 5 điểm cung ứng đã bị phá hủy. Điều này chứng tỏ rằng chiến dịch phòng thủ của chúng ta đã thành công trong khi đối phương đã kiệt sức và đổ máu, Wagner đã không đáp ứng được hạn chót nào và thành phố Bắc Mớt vẫn chưa bị Nga kiểm soát. Shehi Cherevati, người phát ngôn của lực lượng vũ trang Ukraine ở miền Đông cho biết. Các hãng truyền thông hôm 11 tháng 5 dẫn nguồn thạo tin nói rằng quân đội Ukraine đã chọc thủng phòng thủ của Nga ở các sườn Bắc Mớt. Ukraine được cho là đồng thời tấn công ở phía Bắc và phía Nam thành phố. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga đã bác tin Ukraine bắt đầu phản công. Ông Prigozhin cảnh báo nguy cơ Wagner bị bao vây ở Bắc Mớt. Lãnh đạo Wagner cảnh báo Ukraine có thể dần dần bao vây lực lượng này ở Bắc Mớt sau khi quân đội Nga rút khỏi một số khu vực phía Bắc thành phố. Bộ Quốc phòng Nga ngày 12 tháng 5 thông báo các đơn vị rút khỏi một số khu vực ở phía Bắc thành phố Bắc Mớt để chuyển tới vị trí thuận lợi hơn. Jeff Jenny Prigozhin, lãnh đạo tập đoàn quân sự tư nhân Wagner cùng ngày chỉ trích đây là cuộc rút lui phi chiến thuật. Các đơn vị Wagner đóng vai trò sung kích trong chiến dịch tiến công Bắc Mớt trong khi lực lượng chính quy nga yểm trợ và ngăn ukraine đánh tạt sườn họ theo ông prigozhin quân chính quy nga bỏ lại khu vực có diện tích 5 km vuông phía bắc bắc mớt chỉ trong một ngày và ukraine có thể kiểm soát tất cả điểm cao chiến thuật cách thành phố khoảng 500m ông prigozhin cảnh báo ukraine có khả năng tiến vào khu dân cư gần đó và dân dân bao vây bắc mớt ông prigozhin cho biết các đơn vị wagner không thể giữ được khu vực quanh bắc mớt do hạn chế nhân lực cũng như cần dành đạn cho các đợt tiến công trong thành phố. Lãnh đạo Wagner nói Ukraine kiểm soát hoàn toàn tuyến đường nối giữa Bắc Mớt với thành phố Chashopya phía Tây. Đây là tuyến tiếp tế quan trọng của Ukraine cho lực lượng cố thủ tại thành phố Bắc Mớt. Chiến sự tại Bắc Mớt rơi vào thế giang co trong nhiều tuần qua khi Nga và Ukraine đều dồn lực cho trận đánh tại đây. Ukraine nhận định Bắc Mớt là chìa khóa để kìm hãm lực lượng Nga ở vùng Donbass, ngăn họ tiến xa hơn về phía Tây. Một số blogger quân sự Nga ngày 11 tháng 5 cho biết Ukraine tiến công ở phía nam và phía bắc Bakhmut bắc nhằm tạo đột phá ở nhiều nơi. Nga bác bỏ thông tin này, khẳng định tình hình trên chiến trường trong tầm kiểm soát. Ukraine ngày 12 tháng 5 tuyên bố tiến quân thêm 2 km gần Bakhmut, khẳng định gây thiệt hại nặng về quân số cho lực lượng Nga và không để mất vị trí nào ở Bakhmut trong tuần này. Trực thăng quân sự Nga rơi tại bán đảo Crimea. Trực thăng vũ trang Mi-28 rơi ở khu vực đông bắc bán đảo Crimea khiến hai phi công gặp nạn nghi do trục trặc kỹ thuật. Vào 15 giờ 42 phút, 19 giờ 42 phút theo giờ Hà Nội, một trực thăng Mi-28 rơi khi bay huấn luyện theo kế hoạch ở quận Jaikoi, Crimea, Bộ Quốc phòng Nga ngày 12 tháng 5 thông báo. Phi cơ không mang theo bom đạn hay rocket, vụ tai nạn không gây ra thiệt hại dưới mặt đất. Bộ Quốc phòng Nga cho biết hai phi công chiếc Mi-28 không qua khỏi. Báo cáo sơ bộ cho biết nguyên nhân vụ rơi là trục trặc kỹ thuật. Không quân Nga đã điều một tổ điều tra tới hiện trường để tìm hiểu thông tin chi tiết. Trực thăng vũ trang Min Mi-28 được phát triển từ những năm 1970, chuyên làm nhiệm vụ tìm diệt tăng thiết giáp, tập kích các mục tiêu dưới đất. Quân đội Nga đang vận hành hơn 100 chiếc Mi-28 với hai biến thể, Mi-28N và Mi-28UB. Tổ lái Mi-28 gồm hai người, trực thăng có thể đạt tốc độ tối đa 320 km h với tầm hoạt động hơn 430 km. Mi-28 được trang bị một pháo 2A42 30mm cùng hai giá treo vũ khí có thể lắp bom, tên lửa, ống phóng rocket và cụm hai pháo GSH-23L 23mm. Nga sắp nhập bán đảo Crimea vào lãnh thổ ngày 18 tháng 3 năm 2014. Sau khi tổ chức trưng cầu dân ý, Ukraine cùng phương Tây không công nhận kết quả trưng cầu dân ý cho rằng Nga gian dựng cuộc bỏ phiếu. Ukraine coi bán đảo Crimea là một phần lãnh thổ và tuyên bố sẽ tìm cách giành lại.